Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, Tân Hợi 1971 là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Tân Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi 1971 có mệnh thoa xín kim, là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Người tuổi Hợi sinh năm 1971 trong tháng này gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn, vất vả, rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương án chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp canh dương kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Tân Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều những mối quan hệ thân thiết quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng Canh Tuất, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ, thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải là quá may mắn với bạn, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 9 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tân Hợi, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó. Gia chủ cũng cần chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè, nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tính xuất hiện nên gia chủ Tân Hợi cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không cần đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra, cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Sa Cát khuyên gia chủ Tân Hợi cần tăng cường sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, mái tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các gia chủ Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Sa Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tính duyên tháng này báo hiệu, dù nam hay là nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút, nếu gặp được cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề sa thất, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng cho con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra, đào hoa vượng cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với năm mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải. Chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, âm hợp Dần và Ngọ thành Hòa Cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Đối với những người Tân Hợi trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Cúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.